Không có mẹ. Hai Lê Lê, thì em cho chị hỏi một xíu nha. Dạ. Thì nếu mà ấn tượng đầu tiên mà khi mà em đến Linh Nga thì em cảm thấy như thế nào? Ấn tượng hả? Thực ra thì Linh Nga thì đã quá hot trên Facebook rồi. Thì hầu như là tất cả các bạn mẫu như em thì cũng có thể là biết đến nhiều về Linh Nga. Và đó cũng là một trong những cái ấn tượng mà Lily biết đến Linh Nga. Và đặc biệt là Linh Nga có những bộ sưu tập rất là đẹp mà Lily thật là thích. Là em đã có sử dụng váy của Linh Nga rồi nha. Những cái sự kiện mà em sử dụng váy của Linh Nga thì không biết là gần đây là có sự kiện nào không ạ? Gần đây thì có những dịp cuối năm thì em cũng đã có sử dụng váy của Linh Nga để mà đi tham gia những sự kiện. Và váy của Linh Nga luôn luôn là những bộ váy mà đã giúp cho Lily luôn nổi bật ở các sự kiện. Cảm ơn em tin tưởng ha. Thì câu thứ hai mà chị muốn hỏi em là ví dụ mà sau khi mà em mặc váy rồi á thì em cảm nhận về cái váy nó như thế nào và em thích cái chiếc váy nó như thế nào, cái kiểu dáng hoặc là màu sắc như thế nào? Thì nãy giờ thì Lily cũng đã thử qua cũng đã rất nhiều bộ váy của Linh Nga rồi và đa số là Lily thấy váy của Linh Nga là những thiết kế rất là tinh tế về cách đính và những cái mẫu mã là rất là hiện đại và rất là hợp cho những ngày cưới và rất là hợp những sự kiện mà Lily cũng đã tham gia. Và đặc biệt là những cái mẫu mà Lily thích ở Linh Nga đó là những bộ như thế này. Có những cái màu rất là ngọt nè và rất là nhẹ nhàng khiến cho Lily giống như là một hết thân là một cô công chúa vậy đó. Đúng rồi, Lily thì bên Linh Nga thì cái đặc điểm của Linh Nga là hot nhất là áo cưới dòng công chúa thì tùng xòe với lại lộng lẫy. Thì Lily cũng nghĩ là nó sẽ là một cái xu hướng tốt cho cái năm 2018 này hay không? Đối với Lily thì Lily nghĩ những cái bộ váy mà Lily đã thử qua rồi thì nghĩ đây là những bộ váy sẽ rất là hot trong năm 2018 này. Và Lily nghĩ là tất cả các bạn nữ và những chị nào mà sắp cưới thì chắc chắn là sẽ rất là thích những bộ váy của Linh Nga. Lần đầu tiên cuối cùng thì Linh Nga xin cảm ơn Lily. Chúc Lily nhiều thành công và càng xinh đẹp. Và Lily cũng xin chúc cho Linh Nga có những bộ sưu tập mới hơn và được được mọi người tin tưởng và sẽ đến với Linh Nga và sẽ mang về cho mình một trong những bộ váy rất là ưng ý. Cảm ơn công chúa Lily nè.